Đội cá chấm và đội mặt trái. Các chị có tất cả là mỗi đội 2.000 like. Và số like này sẽ dùng là để đấu giá và tìm ra được những thành viên của đội của mình. Chúng ta sẽ đến với lần đấu giá đầu tiên ạ. Cặp diễn viên Quốc Đam và Đình Tú ạ. Khởi điểm của chúng tôi sẽ là 100 like cho cặp này ạ. Bây giờ thì xin mời đội cá chấm và đội mặt trái sẽ ra giá. Vâng. Đội mặt trái đã trả 200 like cho cặp đầu tiên ạ. Tôi thấy mở hàng này không ổn các ông ơi. Mở hàng này là dở thôi. Cho đội khác lên đi ạ, đội em. Vâng, xin được chúc mừng đội mặt trái với cặp diễn viên đầu tiên, anh Quốc Đam và Đình Tú đã trở thành thành viên của đội mặt trái ạ. Thực ra thì cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Thế cho nên là quan trọng nhất là về sau chúng ta thể hiện như thế nào, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần đấu giá tiếp theo ạ. Diễn viên Việt Anh và Trọng Lân. Đáng đi giống anh Trinh nhờ. Tôi chưa thấy đội cá chấm có ý kiến gì ạ. Khởi điểm của cặp tiếp theo là 20 like ạ. Ôi trời ơi. Sao lại bên kia 100 mà sao lại sao bèo bọt bên kia rồi hả? Em ơi, mình được chọn em ơi, mình được chọn. 50 ạ, 50 like ạ. Quên được chọn. Cả hai bằng nhau rồi thì có đội nào tăng thêm không ạ? 100 like ạ. Đội cá chấm 100 like ạ. Đội mặt trái có tăng thêm không ạ? Được bao nhiêu? Vâng, xin được chúc mừng anh Việt Anh và Trọng Lân đã đạt được 100 like ạ. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cặp thứ ba. Xin được mời Thanh Sơn và Bình An ạ. Không phải YouTube, không phải changing. Cặp này giá khởi điểm là 150 like. Đội này giả 200 like. Dạ xin dơ biển lên ạ. Xin hỏi là đội cá chấm có tiếp tục tăng like không ạ? Thôi, thế thôi. Thêm 50 like nữa. Tức là 250 ạ. Vâng. 300 ạ. 300 like ạ. Dạ bao nhiêu ạ? Cũng lại 300 tiếp ạ. Xin hỏi là đội cá chấm có tiếp tục không ạ? 350. 350 ạ. 370. 370 ạ. 370 lại. 400. 400 ạ. Đội mà cá chấm là 400 rồi ạ. Đội mặt trái sao lại ủi thế kia ạ? Để chắc suất chị đến hàng nghìn. 500 ạ. Trời ơi, hãy cẩn thận nha. Chúng ta vẫn còn cặp sau có giá lắm nha. Bọn em có tuổi trẻ, có sức khỏe. Chúng ta 550 ạ. 550 ạ. Anh là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn. Đương nhiên là cặp còn lại Hà Việt Dũng và Hồng Đăng sẽ về đội mặt trái ạ. Xin mời các anh. Xin mời các anh. Xin mời anh Mạnh Trường ạ. Đấu giá cuối. Chú bé Lạc Hoài. Mạnh Trường ạ. Mình nhìn thấy ở hai đội bên kia là có hai người đã cùng từng làm việc ở Mạnh Trường, ở bên này cũng có hai người từng làm việc ở Mạnh Trường, và bên này có số đúng rồi, bên này đông hơn là có hai người chưa làm việc với Mạnh Trường. Có hai người chưa làm việc với Mạnh Trường. Trường ơi, bây giờ mấy chị em đi lên một vòng đây đấy. Bây giờ Trường muốn yêu cầu gì chỉ được, miễn là Trường về đội mình thôi. Sao cái đội kia kém nhiệt tình thế nhở? Người ta phải từ trái tim đến trái tim chứ không phải là người ta phải lết cái chân lên đấy để ấy nghe này Trường. Em chỉ nói một câu này thôi là em tin chắc anh Trường sẽ về với đội của em này. Em hãy về đây bên em. Rồi, cũng không để làm cho anh em mất thêm thời gian nữa. Và bây giờ Trường xin đưa ra lựa chọn của mình. Anh ơi men lên nào. Thực ra thì thú thật là mình nghiêng về đội phía bên này hơn. Bởi vì là có vợ vừa mới đóng xong và có người yêu sắp tới nữa. Thôi mình đưa ra quyết định về đội này luôn đi cho nhanh. Vâng, như vậy là diễn viên Mạnh Trường của chúng ta đã thuộc về đội mặt trái. Xin được chúc mừng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tranh tài giữa hai đội cá chấm và mặt trái. Trình diễn màn chào hỏi của những người mẫu không chuyên. Vâng, một tràng vỗ tay nữa thật lớn đúng không ạ? Và không để cho quý vị chờ đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tranh tài của đội cá chấm và đội mặt trái. Và trước tiên sẽ là phần trình diễn của đội cá chấm. giờ thì chúng tôi sẽ dành cho mỗi đội, mỗi cô gái của chúng ta 1 phút để nhận xét về phần trình diễn của đội còn lại. Và tất nhiên rồi, phần thuyết trình này cũng sẽ được tính điểm để cho ban giám khảo có thể sẽ ra những cái quyết định cuối cùng của mình ạ. Nói chung là bây giờ chán chả muốn nói. Không, họ cũng có cố gắng đấy. Nói chung một cái sự mà nó quá tẻ nhạt và tầm thường ở tất cả các cái sân khấu thời trang không có gì đòi đúng không? Anh đi ngang qua phòng kia thấy Sơn đang chống đẩy. Tiết mục vừa rồi mọi người trình diễn nó mang đến thông điệp gì và thông điệp của đại dương chúng ta phải bảo vệ môi trường, hãy bảo vệ những chú sinh vật nho nhỏ. Em nhìn thấy con lươn là hoàn toàn không giống con lươn này. Nhớ nhầm làm sao mà đi chê được đấy. Thời trang tông sẽ tông vào nhau. Thứ hai đó là thưa quý vị có thể lắng nghe những chia sẻ, những màn tranh cãi của hai đội cá chấm và mặt trái. Dường như là màn tranh cãi này vẫn không thể có hồi kết, cho nên tôi xin phép sẽ kết lại chương trình tại đây ạ.